Dạ, em Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Hôm nay em Trực sẽ review một lô đất vườn rất là đẹp. Hiện đang là mặt bằng thuộc xã Dương Tân, huyện Dương Khánh. Cách đường tỉnh lộ 2 chỉ là hơn 600 m mà thôi. Dạ, trước mắt em là lô đất thuộc xã Dương Tân, huyện Dương Khánh. Lô đất có chiều dài rất là rộng. Dạ, với tổng diện tích là 4.166 m, ngang gần 57 m. Đây, như quý anh chị thấy đây là cái ranh giới đó, vừa được cắm xong từ trụ bê tông trước mắt mình đi chạy theo hướng này đi xuống phía dưới là 56,77 m là tới trụ bê tông. Như quý anh chị thấy, hiện tại thì mặt bằng chủ đầu tư đang san lấp mặt bằng nên khoảng là trong tuần này sẽ là xong. Và lô đất mình giá rất là rẻ, phù hợp để mình đầu tư lâu dài. Chỉ 450.000 một mét, tương đương là gần 1 tỷ 9. Với chiều dài là gần 57 m thì mình có thể chia được 2 lô. Theo quy định nhà nước thì đất trồng cây hàng năm mình chia được 2 lô theo chiều dài là gần 20. À, hơn 20. Con đường bê tông hiện trạng là rộng 5 m. Đây là bên trong lô đất. Ranh giới là 4 móc là rõ ràng. Vị trí lô đất mình cách khu cách nhà dân thì cũng đâu đó cũng vài chỉ vài khoảng là chưa đến 100 m nha quý anh chị. Thì từ vị trí lô đất mình mà cách đường Hương Lộ 62 là hơn 600 m. Và nếu mình đi về hướng ủy ban và chợ mới của xã Dương Tân thì tầm gọi là hơn 2,2 cây. Từ quốc lộ mà đường 27C giao nhau với Hương Lộ 62 thì vào lô đất của mình thì tầm đâu đó là gần 8 cây. Em đi từ Nha Trang mà hướng Mẻ Vòng thì em đi lên là mất ở đâu đó là phải là hơn 25 cây. Lô đất mình thì đất hiện trạng là đất trồng cây hàng năm. Sổ sách đầy đủ nha quý anh chị. Quý anh chị mình mua về có thể phân được 2 lô. Hiện tại là thời tiết ở xã Dân Tân lúc em đang quay là 5 giờ chiều. Để rất là mát. Ở đây thì đường dây điện em chưa thấy, chắc không phải kéo rồi nha quý anh chị. Nếu mình làm một cái nhà vườn ở đây thì là lát sau đây em sẽ chạy từ vị trí lô đất của mình đi theo con đường bê tông hướng này đi ra được tỉnh lộ 2 cho quý anh chị nhà mình dễ hình dung con đường đi. Nói chung là cũng dễ đi lắm quý anh chị. Mình nhìn trên Google Map á thì vị trí em gửi á thì quý anh chị sẽ tới được nơi này. Tầm giá bán thì tầm này thì hiện tại ở Dương Khánh mà khu vực lân cận nguyên thành phố Nha Trang thì giá này là còn rất là rẻ.
thì nãy giờ em trực để review xong cái lô đất vườn thuộc xã Dương Tân, huyện Dương Khánh với giá bán là 450.000 một mét, cho tổng diện tích là 4.166 mét. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu đầu tư nhà vườn có thể liên hệ em ơi số điện thoại 0843218679 bên điện thoại màn hình, và đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về bất động sản tại huyện Dương Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Bắc Quang Phong, Khánh Vĩnh và thành phố Nha Trang. Em trực xin chân thành cảm ơn.